Vâng, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sơn TV. Và như tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi thông qua màn hình thì đây là những video clip được quay lại những hình ảnh được cho là người phụ nữ đó đã bắt cóc một đứa trẻ. Và theo thông tin mới nhất thì hiện tại thi thể của bé 2 tuổi thì đã được tìm thấy rồi. Đó, còn hiện tại thì cơ quan chức năng cũng đang truy tìm tung tích của người phụ nữ này. Theo thông tin mới nhất vào chiều 20 tháng 9, theo nguồn tin của báo Người Lao Động, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên để truy bắt đối tượng nghi bắt cóc trẻ em tại một khu chung cư cao cấp sau khi phát hiện thi thể bé gái 2 tuổi. Và theo nguồn tin, bước đầu xác định là người nghi bắt cóc cháu là người phụ nữ giúp việc trong gia đình cháu. Và người này được cho là đã bắt cóc cháu bé và đòi tiền chuộc. Và sau khi thôi giúp việc, người nhà cháu bé vẫn thuê người phụ nữ này đưa đón cháu bé đi nhà trẻ. Trong quá trình làm việc, người này đã được cho là bắt cóc bé và đòi tiền chuộc. Và những hình ảnh quý vị và các bạn có thể theo dõi là một người phụ nữ mặc áo tím đi trên một chiếc xe tay ga. Còn đây lại là một góc quay khác của người phụ nữ này. Trên người quý vị có thể thấy rằng là mặc một chiếc áo màu đỏ, màu tím, đỏ sẫm và một cái mũ màu vàng và quần màu đen đi trên một chiếc xe tay ga. Đó, và có đứng ở đây bấm điện thoại không biết là để làm gì. Đó, đây là toàn bộ những hình ảnh và cái quá trình di chuyển của người phụ nữ bí ẩn này mà tất cả chúng ta hiện tại thì đang truy tìm cùng cơ quan chức năng. Và cũng theo thông tin mới nhất thì hiện tại công an ở ngoài Hưng Yên ấy, cũng vẫn đang giáo diết truy tìm người phụ nữ này để có thể nói rằng là điều tra và làm rõ sự việc. Và khoảng 14 giờ 50 phút ngày 20 tháng 9, trao đổi với báo Người Lao Động, một lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên cho biết là cùng ngày 20 tháng 9, lực lượng chức năng đã phát hiện ra thi thể của bé gái 2 tuổi nghi bị bắt cóc. Và công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với cơ quan chức năng để khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra và làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong. Và cùng với đó, lực lượng chức năng cũng đang phối hợp với công an thành phố Hà Nội để truy tìm người phụ nữ giúp việc nghi bắt cóc trẻ em. Và trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin về vụ bắt cóc trẻ em tại khu đô thị cao cấp nằm giáp ranh giữa huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Và theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 19 tháng 9 và cháu bé nghi bị bắt cóc là bé khoảng 2 tuổi. Và ngay sau đó, vụ việc được báo công an và chính quyền địa phương. Và hiện nay thì cũng theo thông tin mới nhất là vào chiều 20 tháng 9 thì đã tìm được đó cháu bé nằm ở dưới mương nước rồi. Đó, nhưng bây giờ thì vẫn chưa tìm được người phụ nữ. Như trong tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi trong hình ảnh đó, đây là một cái sự việc mà hết sức đau lòng và cũng là một lời cảnh tỉnh, bởi vì là hiện tại thì cái nạn mà bắt cóc thì đang càng ngày càng gia tăng và xảy ra khắp nơi. Cũng theo thông tin từ những cái người dân ở đó thì người ta cũng nói rằng là ở đây là cái người phụ nữ này là cái người giúp việc và đã cho nghỉ việc rồi, nhưng mà chắc là cũng có cái mâu thuẫn gì đó. Và theo thông tin thì người giúp việc này thì có yêu cầu là chuyển tiền là 3 tỷ đó, chuyển tiền 3 tỷ đó, tấm tiền cho quý vị nha. Vụ việc xảy ra vào khoảng buổi chiều nha, và được biết là bé được đưa đi nhà trẻ vào lúc 16:30 chiều ngày hôm qua tới ngày hôm nay. Và người đó là giúp việc theo như là thông tin thì sinh năm 96 đó, và có xích mích với chủ nhà sau khi tống tiền, số tiền ở đây là 1,5 tỷ tại khu biệt thự Ngọc Trai Vinhome đó. Đây là một thông tin mà em nói mọi người rằng là rất là quan tâm. Mọi người hiện tại thì cũng đang giáo diết tìm xem người phụ nữ này đang ở đâu, bởi vì theo rất nhiều góc quay của camera chúng ta có thể thấy là người phụ nữ này thì cũng theo nhiều người nói là đây có một người phụ nữ, có một cái người đã chia sẻ lên là vụ bắt cóc trẻ em hung thủ chạy về địa bàn Mễ Sở và hiện em bé đã tử vong ở cầu Máng, đồng quê Mễ Sở. Bắt cóc trẻ em từ Hà Nội chạy về địa bàn mình, giờ nghi đang ẩn náu ở khu vực mình, hung thủ dìm cháu xuống máng giờ mới nổi lên. Trời ơi, đó, sao lại ác thế nhỉ, khổ thân con cơ chứ. Đây là một cái chia sẻ của quý vị khán giả cũng có chia sẻ về cái vụ việc này. Và cũng theo một cái nguồn thông tin rằng là gia đình cũng đã chuyển số tiền là 300 triệu đó để cho cái người này. Em nói với tất cả mọi người rằng là bây giờ thì cũng đang giáo diết tìm khắp nơi để có thể nói chung là tìm được cái tung tích của cái người mà giúp việc này. Đó, theo hình ảnh quý vị thấy đây, trên đầu là đội một cái nón màu đen, áo màu tím ha, đó, đồ màu đen. Còn những hình ảnh thông qua thì cũng đi tìm khắp nơi và đến chiều ngày hôm nay 20 tháng 9 thì đã phát hiện rồi. Và bây giờ đã phát hiện ra thi thể của cháu bé nhưng mà chưa tìm được người phụ nữ này. Đó, một cái dáng người nhìn tướng đi thì em nói mọi người là rất là khó để có thể là lẩn trốn đâu đó. Em nghĩ rằng là trong đêm nay hoặc là có thể là ngày mai thì người phụ nữ này có thể sẽ ra trình diện. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là bây giờ ấy, làm sao mà trốn được quý vị, ở đâu cũng có camera. Đó, vụ
bé gái 2 tuổi bị giúp việc bắt cóc sát hại ở Hà Nội là nghi phạm đòi 1,5 tỷ, gia đình đã đưa 350 triệu, tức là gia đình của cháu bé này đã đưa 350 triệu cho đối tượng này rồi đó. Và hiện tại thì công an Hà Nội vẫn đang tiếp tục phối hợp cùng công an tỉnh Hưng Yên để truy tìm người phụ nữ bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi ở huyện Gia Lâm. Theo nguồn tin, người phụ nữ bắt cóc bé gái từng là giúp việc cho gia đình cháu bé, và sau khi thôi giúp việc, người nhà cháu bé vẫn thuê người phụ nữ này đưa đón cháu bé đi trẻ, và trong quá trình làm việc, người phụ nữ đã bắt cóc cháu bé và đòi tiền chuộc đó. Không biết ở đây là có cái mâu thuẫn gì hay có cái sự gì hay không, nhưng mà theo như thông tin là người giúp việc này đó trước đây đã từng làm giúp việc, nhưng bây giờ thì gia đình vẫn thuê để đưa đi nhà trẻ, và bây giờ thì đã bắt cóc để tống tiền, và gia đình thì đã chuyển số tiền là 350 triệu. Tuy nhiên thì em nói với tất cả quý vị các bạn rằng là dù là bao nhiêu tiền đó, những cái phép màu thì đã không xảy ra, bởi vì là hiện tại thì cháu cũng đã qua đời rồi, một sự việc hết sức là đau lòng, và gia đình bây giờ thì cũng đang rất là mong muốn là tìm được cái thủ phạm mà đã gây ra cái sự ra đi cho cháu. Thì thông qua camera, những hình ảnh thì chúng ta đã biết rằng là quá là rõ ràng để có thể nói là nhìn thấy cái người cuối cùng đó ẵm trên trên tay là cháu bé, cũng như là cái quá trình mà nó vừa tìm được thi thể thì thấy đã qua đời rồi, thì chúng ta cũng có cái sự tình nghi. Tuy nhiên thì chưa thể khẳng định 100%, bây giờ thì có thể đó là 99% quý vị ạ. Đó, bây giờ thì công an vẫn đang giáo diết tìm khắp nơi thông qua những hình ảnh và video để có thể là mong tìm được cái người phụ nữ này. Đó, như tất cả quý vị và các bạn đang xem ha, đây là người phụ nữ đó nghi là đã sát hại cháu 2 tuổi này. Thì nhìn qua video chúng ta có thể thấy rằng là một cái hình ảnh một người vẫn đón bình thường thôi, đúng không? Không có cái gì gọi là phải là bắt cóc cả. Nếu như mà sự việc không xảy ra ở đây là tống tiền ha, thì vẫn gia đình vẫn thuê cô giúp việc này để đón cháu 2 tuổi mà, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên ở đây chúng ta đã nói rằng là người giúp việc này lại tống tiền với cái mức giá là 3 tỷ đó, thì đòi tiền chuộc ở đây là hình như là 1,5 tỷ hay là 3 tỷ gì đó, nhưng mà gia đình thì đã chuyển số tiền là 350 triệu. Đó, đây là một cái vụ việc em nói với tất cả quý vị các bạn rằng là đang sốt trên mạng, và tất cả chúng ta cũng đang truy tìm người phụ nữ này. Vụ bắt cóc trẻ em này thì xảy ra tại khu Vinhome đó, Ocean Park tại Gia Lâm, Hà Nội ha. Cháu bé bị bắt cóc là bởi bảo mẫu là từ chiều ngày 19 tháng 9 năm 2023, và hiện nay thì đã tìm thấy thi thể của cháu sau một ngày tại một cái máng mà một cái máng nước trên trục đường từ Hà Nội về Văn Giang, Hưng Yên. Đó, công an đang giáo diết truy lùng khu vực Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên để hung thủ có thể nói là tìm hung thủ bắt cóc trẻ em ở Hà Nội đòi tiền chuộc, ở đây là 1,5 tỷ. Và hiện tại thì chắc chắn rằng là người phụ nữ này chắc chắn là cũng khó để mà lẩn trốn quý vị ạ. Em cũng rất là mong làm sao mà để có thể tìm được người phụ nữ này để có thể là làm rõ cái nguyên nhân. Bởi vì hiện tại thì cũng có rất nhiều cái vụ việc mà tống tiền xảy ra, như trước đây cũng có cái vụ mà cháu trai 7 tuổi đó, cũng nhờ các chú công an, đúng không? Giáo diết truy tìm khốc liệt suốt đêm đó để có thể là truy tìm được cái người mà bắt cóc. Đến bây giờ thì lại có một cái vụ việc tương tự xảy ra, nhưng mà cái phép màu em nói mọi người là vẫn không xảy ra, bởi vì là cháu đã qua đời rồi. Bây giờ cũng đang khám nghiệm tử thi để biết được cái nguyên nhân, đó là lý do vì sao qua đời ở đây là do ngạt nước, dìm ở dưới nước, hay là bị một cái gì đó khác tác động ở trên bờ và sau đó vứt xuống đó, cũng như là cái nguyên nhân ở đây tại sao lại tống tiền, cũng như tại sao tống tiền được rồi mà lại phải sát hại, thì rất là tàn nhẫn quý vị. Ví dụ như là nhận được số tiền là 300 triệu đồng rồi thì thôi, đúng không, để tha cho nó đi, nó có tội gì đâu, nhận được tiền rồi thì thôi. Nhưng mà đây không, vẫn quyết định để ra tay, thực sự rất là tàn nhẫn. Em cũng rất là mong muốn làm sao mà để có thể là truy tìm được người phụ nữ này. Thì thông qua video này thì tất cả quý vị khán giả, những ai mà ở khu vực đó thì có thể là thấy người nào tình nghi hay là đáng nghi ngờ thì có thể là liên hệ ngay cơ quan chức năng gần nhất, hay có thể liên hệ với Hoàng Sa TV để có thể là cung cấp thông tin, cũng như tất cả chúng ta thì sẽ cập nhật cái thông tin và diễn biến để mong muốn tìm được người phụ nữ đã ra tay, để có thể là mong muốn rằng vụ việc sẽ được sáng tỏ quý vị nha, để không có những trường hợp tương tự xảy ra.